Rồi bên tay phải 30 rồi không nhớ nè. Bà con có thấy mấy cái cây mà nó lên màu hồng không bà con? Đó là hoa càng hồng á. Cái thời mà cách đây khoảng 4-5 giờ trước á, cho nên bà con cô bác á, cái mấy cái cây này là coi như là các giới YouTuber là đi quay phim đã lắm. Cái mùa này là cái mùa nó nổ hoa màu hồng là đẹp lắm nè. Đó, mấy cái cây bên đây nè, đi ban đêm mà con có bác thấy đâu đó, nguyên cái khúc này là hầu như là hoa càng hồng. Ba mày còn nhớ hồi đó các YouTuber đâu có ý tưởng gì làm phim đâu bà con. Bắt đầu cái mấy cái tay nhà báo á, bắt đầu cái đi cái chụp hình này nè, đẹp quá, con đường đẹp quá, đăng lên báo. Thế là ào ào các YouTuber chạy ra đi quay phim. Nhiều cái kỷ niệm ha. Làm YouTube này cái vui có, buồn có. À, ở đây nè, hồi xưa đây là cái công viên An Dương Vương nè bà con. Nơi đây hồi xưa có tượng đài An Dương Vương cầm ngay nỏ, thánh tổ của binh chủng pháo binh á, trước cái tòa thượng viện. Còn đây là cái cầu móng nè. Đó bà con thấy cầu móng không? Rồi bên kia đó là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đó. Rồi đó là Ngân hàng Quốc gia đó. Ở đây á, là cái ngân hàng này là lúc nào cũng có sự bảo vệ nha bà con, mấy vòng luôn á. Còn cái vòng ngoài là ba mấy cầu nhớ là được sự bảo vệ của cảnh sát giả chiến. Bên góc bên tay trái này hồi xưa là đậu một chiếc xe thiết giáp ở đó đó. Cảnh sát giả chiến đó bảo vệ cái ngân hàng này á, trước năm 75 đó là ba mấy cầu nhớ như là biệt đoàn 5 á, biệt đoàn 5 cảnh sát giả chiến. Cái khu mà nãy ba mẹ cầu nói á, là bán thú vật á, là hồi xưa bên tay phải ba mẹ cầu đây nè, hồi xưa đó là cái chợ thú vật, chợ cầu móng, ba mẹ cầu đem con chăn ra đây bán nè. Năm đó là năm nhiêu ta, năm đó là năm 90 à, con chăn nó bự lắm, nó bự bằng bắp dế luôn á. Rồi đây là cái cầu này, cầu quay Khánh Nội nè, cầu này còn có tên là cầu Bắc Bình Dương. Bên tay trái cái tòa nhà cao cao này nè, hồi xưa đó là thương cảng Sài Gòn. À, đây là cột cờ Thủ Ngữ. Cột cờ Thủ Ngữ này thì ở đây có nhà hàng Ngân Đình nè, ở dưới ngay chỗ cái cột cờ Thủ Ngữ này nè, hồi đó có cái nhà hàng Ngân Đình, giờ đập rồi. À, thương cảng Sài Gòn nè, qua kia là tổng nha quan thuế nè đó. Còn dọc dọc cái bến tàu này là xin thưa bà con bác, hồi xưa là tàu đậu nhiều lắm. Ở đây có cái nhà hàng nổi trên sông nè, nhà hàng hình như nhà hàng Mỹ Cảnh. Bến Bạch Đằng, con đường này hồi xưa là con đường này là mang tên là đường Bến Bạch Đằng nha bà con, bây giờ nó mang tên là đường Tôn Đức Thắng. Trời ơi sao bây giờ bày bán ghê vậy. Trời, đứng giữa đường luôn. Bà con bác thấy không, xe đậu nó hơi xô bồ một chút ha. Rồi mấy cái xe này này nó có bánh xe nè, chắc nếu mà có bên nào mà xuống cái là kéo xe chạy. Hồi đó đây có bến đò Thủ Thiêm nè. Rồi bà con bác nhớ không, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 á, cho đến cuối thập niên 90 luôn, khoảng tầm 10 năm. Bên tay phải bà mày gò đây có một cái nhà hàng, nhà hàng mà nó kiêm luôn khách sạn luôn. Khách sạn nổi 5 sao ở đây nè bà con. Đó, đó đây nè. Trời ơi, hồi đó mà còn thời khách sạn nổi 5 sao này là xin thưa bà con bác, đây là chùm luôn,
không có, không magnetic, không là cái đinh gì mà serotonin cũng không có, à, rét cũng không bằng luôn, à, nó đứng đầu là hàng chùm là nó chùm đây. Rồi giờ để mình kiếm đường mình quẹo. Ở đó đây nè, là ở đây người ta chạy gọi là chạy bạch đằng. Bên tay phải bà con cô bác hồi xưa ở đây là có cái sân cờ nè, có cái cột cờ. Ở đây là chạy bạch đằng là của hải quân. Người ta thường hay gọi đây là Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ, ơi Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa là ở đây. Đó bên kia là Đức Thánh Trần Đạo đó. Hồi đó tối nào bà con Ba Mê Cầu cũng ra cái hồ ở đây nè. Ba Mê Cầu ngay cái tượng Trần Hưng Đạo nè. Ba Mê Cầu chơi. Hồi đó có cái hồ tắm đây nè, Ba Mê Cầu xuống đây Ba Mê Cầu tắm. Đó, nhỏ là cái hồi đó có cái ao hồ hay nước gì là cái nhảy xuống tắm thôi. Sông Sài Gòn Ba Mê Cầu còn tắm được mà. Ra cầu Khánh Hội nhảy xuống. Trời ơi, bà con bác thấy xe nó xuống quá trời không, sao mình qua được đây. Hình như nó không có đèn đỏ là sao ta, nó ồn ào xuống chỗ này sao qua được trời. Rồi hẳn thì ba mày còn thấy xe nó lủi xuống ghê quá. Đó, đây đây hồi xưa là có sân cờ nè. Đó, bên tay trái đó là Bộ Tư lệnh Hải quân. Rồi bên tay phải này xưa có mấy khẩu đại bác nè. Rồi tiếp theo nữa là bên tay trái luôn nè bà con. Có bảo tàng Tôn Đức Thắng. Rồi cái chỗ mà dưới đây nè, cái tòa nhà này tiếp theo rồi bà con. Hồi xưa cái văn phòng phủ đặc ủy tình báo trung ương á là đặt ở đây. Hồi đó văn phòng phủ đặc ủy tình báo trung ương này á là nó đặt dưới quyền của Tư lệnh Cảnh sát quốc gia nha bà con. Rồi xuống tới đây, ở đây người ta gọi là trại Bạch Đằng 2. Ở đây có cái cầu tàu nữa nè. À, ở trên kia thì cái cầu tàu trên kia ta gọi là cầu tàu Bộ Tư lệnh. Rồi xuống đây nè, tới đây là hồi đó nó là lục á, à, đây là hải quân công xưởng nè. À, là nơi chuyên đóng sửa chữa tàu hải quân đó. Cái hải quân công xưởng này á là thời Việt Nam Cộng hòa nha bà con. Còn cái nơi mà đóng sửa tàu chữa tàu á là có từ thời Vua Gia Long luôn rồi nha bà con, lâu lắm. Rồi bên tay trái bên kia đó là bệnh viện hải quân. Nơi đây hồi xưa là hãng tàu Ba Son nè. Hồi đó ba mấy cậu thường hay đi ra tới đây nè vào buổi sáng á bà con. Ở đây có cái ông bán, ông người Bắc, ông bán sườn giò, mấy cái xôi á, ngon lắm. Tầm khoảng 6 giờ sáng, à, 6 giờ 6 rưỡi gì đó, ngay tại đây nè, trước cái cửa hãng Ba Son nè. Hồi đó hai bên đây là cây cối nhiều lắm. Trời ơi, hơi bị nguy hiểm ha. Xe ở đây, xe hơi, xe máy nó chạy lê xe nhau à. Ở đó cái con đường này là con đường mà ba mẹ cô thích lắm, buổi sáng sớm đi nó mát mà cây không à. Rồi thưa bà con bác, đây là nhà trắng ở Sài Gòn nè. Rồi sau này á bà con cô bác còn nhớ không, ngay trên cái con đường này nè, hồi xa xưa ở bên tay phải ba mẹ cô đây là chuyên bán bò lá lốt mỏ chài. Lâu lâu mà Michael thèm ăn bò lá lốp, Michael cũng ra đây ngồi lề đường ăn ăn bò lá lốp nữa trời ở đây nè bà con. Chiều chiều á, tầm buổi chiều chiều cái là trời ơi, người ta nướng bò lá lốp khói đầy ở đây. Đấy, đấy bây giờ mấy con nói nè, bò lá lốp bò mỡ chài nè.
đó đó đó, đó giống vậy đó. Xin thưa bà con, giống vậy đó. Nhưng mà hồi xưa cái quán đó, nó te tu hơn, giờ là ngon lành rồi. Rồi đi lên tới đây là Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn là ở đây nè bà con. Rồi xích lên đây là trung tâm mục vụ. Đây trung tâm mục vụ ở đây. Ở đó cái trung tâm mục vụ này là trường cao đẳng, trường trung cấp kế tài chính kế toán 4 đó bà con. Các mẹ thấy gục lên gục xuống rồi thôi, giờ ba mới gục quay đầu về hả bà con ha. Con đường này là đường Lê Duẩn, trước 75 á, thì con đường này mang tên là đường Thống Nhất. Bên tay trái này là Sofitel bà con, hồi xưa đó là trường văn hóa quân đội đó. Rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thì con đường này được đổi tên lại là đường 30 tháng 4. Đó, ở đây có cái rạp Thống Nhất nè. Ở đó ngay đây cái tòa nhà 23 đó bà con. Ở đó đây là cái tòa nhà của công ty sổ số kiến thiết. Giờ nó là tòa nhà của Techcombank. Bên đây phải này, hồi xưa dưới năm 75 là Đại sứ quán Mỹ, bây giờ nó là Tổng lãnh sứ quán Mỹ. Theo mà cái bên ngoại giao bà con, bà con có thấy mấy cái cột mà xanh 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 này không bà con? Ở phía bên ngoài là của Việt Nam nha, nhưng mà phía bên từ cái cột xanh xanh này mà đi vào bên trong á là nghe nói là theo mà gọi là cái quy tắc quy ước ngoại giao á là Tổng lãnh sự quán Mỹ đó là coi như là nước Mỹ ở tại Việt Nam luôn đó bà con. Theo ba mươi cầu biết là như vậy. Tại sao ba mươi cầu biết là tại vì ba mươi cầu bà con bác nhớ cái vụ mà Israel mà tấn công cái đại sứ gì quán gì của Iran ở trên cái nước nào đó. Cho nên ba mươi cầu mới biết là cái phần đất mà ở trên, tuy là ở trên nước Việt Nam nhưng mà cái phần đất đó là giống như là nước Mỹ tại Sài Gòn luôn vậy bà con. Không biết ba mươi cầu nói gì có đúng không hả bà con. Bây giờ ở này mà vẫn còn cây mai nè, cây đào kìa, thấy ghê không? Rồi đây là phía sau nhà thờ Đức Bà. Trời ơi bà con có bác coi kìa, cái bà kia kìa. Trời ơi, bà ly lụm ve chai hay gì đó, nguyên một thùng bự luôn kìa. À, bà con có thấy không? Đây là công viên này, công viên 30 tháng 4. Còn mấy ngày nữa là ở đây đón đoàn đua xe đạp trở về nè. Từ khi mà ba mươi làm YouTuber đó bà con, tự nhiên cái năm nào cái đến ngày 30 tháng 4 ba mươi cũng đi ra đây hết để đón đoàn đua xe đạp.
Chứ trước khi hồi đó đâu có làm YouTuber thì ba mẹ còn đâu đâu ra đây chi. Cái làm YouTuber cái thế là phải đi ra đây quay để cho có phim để quay cho bà con bác xem. Ui chà, con cái cặp kia nó giống như tay ghê luôn bà con. Nam hả? Việt Nam mà ra đứng ngoài đường mà ôm nhau xèo nẹo ghê vậy. À, cái công viên này buổi sáng á, thì giới trẻ tập trung đây nhiều, mà bây giờ buổi tối đây bà mày còn thấy ghế đá nào cũng cặp 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 ôm nhau không mà bà con. Cứ kiếm ghế đá ngồi cặp 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 cặp. Ui chà, giờ mới phát hiện nha. Ban ngày á bà con, cái công viên này á là để nó là để dành cho mấy cái bạn trẻ đó ngồi dưới tán lá uống nước ha. Nhưng mà về đêm cái công viên này á, ba mẹ cô thấy là một cặp đôi không à. Nó ngồi đó ôm nhau sờ nẹo sờ nẹo sờ nẹo á. Nó đậu xe bên ngoài kìa. Thú vị quá ha. Đậu xe rồi con, bỏ xe đậu đó đó, rồi đi vô trong. Con đường này là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xưa Công Lý nè. Ở đây có Street Food. Street Food này là hồi xưa nó nằm ngay chỗ chợ Bến Thành đó bà con. Bà con cô bác có nhớ cái sự kiện mà nó cháy không? Và giờ nó về về đây nè. Đủ thứ món ăn luôn. Quá trời không? Nó làm y chang như lại cái chỗ mà dưới chợ Bến Thành đó. Rồi đây là Dinh Gia Long nè bà con. Hồi xưa đó là, xin thưa bà con cô bác á, ngay đó người ta gọi là cái gì mà tòa cái gì tòa án tối cao pháp viện vậy bà con. Nơi chính ông thẩm phán ngồi đó đó. Hình đúng là như cái tên là tòa án tối cao pháp viện. Rồi thôi. Dạ ba mấy cầu buồn ngủ rồi, bả nãy giờ bà cứ khều ba mấy cầu hoài, chắc phim nó đủ thời gian rồi đó. Rồi thôi giờ ba mấy cầu chạy về, tính ráng thêm chút ngay chỗ chợ Bến Bến Thành này cho bà con bác xem nữa chứ ha. Lỡ rồi ráng thêm chút ngay chợ Bến Thành cho bà con bác xem rồi ba mấy cầu cúp máy đi về luôn. Đi coi chợ Bến Thành về đêm nha bà con. Hồi đó con đường này là Lê Thánh Tôn ha. Hồi xưa con đường này từng mang tên là đường Lê Lợi nè bà con. Bên tay phải cái phòng trà không tên này hồi xưa là rạp Lê Lợi á. Con đường Lê Thánh Tôn này hồi đó nó từng là con đường Lê Lợi nha bà con, thời Pháp á. Rồi giờ chở bà con bác đi dạo một vòng chợ Bến Thành đây. Coi coi chợ Bến Thành có cái gì không. Trời ơi, bán bày ra lề đường kìa. Bán giày dép. Nhớ cái thời năm nào đi làm quay phim mà YouTube mà trời ơi, cái mưa về đêm nè, nó mưa tầm mưa tã, đứng đục ở chợ Bến Thành. Làm YouTube này có nhiều kỷ niệm lắm bà con. Mỗi con đường, mỗi cái phố ba mươi rồi đều có một cái lưu dấu lại một cái kỷ niệm. Kỷ niệm với cô này, kỷ niệm với bác kia. Giờ ba mươi cầu nói thật, cái ba mươi cầu đi quay trên Sài Gòn đi tới đâu là ba mươi cầu đều có kỷ niệm tới đó. Đây là mặt trước của chợ Bến Thành. Hồi xưa ở đây bà con bác còn nhớ không, đầu thập niên 70 có cái cây cầu đó, có cái cầu tự nhiên bắc ngang qua bên trong kia, qua bên cái bùng binh đó.
đi vào vòng chợ Bến Thành về đêm. Ở đó là cái đó là phở 2.000 ha, giờ nốt thương đặc sắc quán cà phê. Chắc nó bán 24/24 quá chứ giờ 11 giờ rồi mà vẫn còn bán hả? Giờ mẹ có buồn ngủ không? Buồn ngủ thì quay thêm phim nữa. Nổi không? Chịu nổi không? À, đây là chợ đêm nè bà con. À, một cái chợ đêm xu nhỏ nè. Đây là phố Malai ở Sài Gòn. À, kem Thổ Nhĩ Kỳ, à, không phải bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. À, là, à, ông nói là cái thịt đó là ông làm từ Hala đó, chủng Hala đó. Rồi buồn ngủ rồi thôi về. Thôi ba mẹ xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.